2010
không? Đọc là lính. Lính. Chứ nó không đọc hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn gì đấy nữa. Nên cái năm nó không biết được. Chị ơi, chị giảng lại đi chị. Không bị đổi vốn 1 đổi 8 như nào? À, cái bài cũ em chép đi nhỉ? Y chi pa phụ cộng với cái dấu gì? Dấu ngang gì? Y chi pa phụ sẽ chuyển thành gì nhỉ? Ý. Phải không? Dấu ngang mà. Y chi pa phụ thì vẫn là phụ cộng với dấu ngang. Ví dụ như là y thiên thì sẽ chuyển thành y ý không? Y thiên. Còn y chi pa phụ mà cộng với dấu nặng thì nó sẽ chuyển thành ý chi pa phụ cộng dấu nặng. Ví dụ phụ phụ gì? Phụ tuệ. Phụ tuệ chuyển thành phụ tuệ. Phụ tuệ đấy là cái phần nó không bị đổi dấu của ba cái chữ này. Y chi pa nghĩa là 178. Không đổi dấu để đúng không? Không bị lẫn. Các em thử đọc cái số này. 1999 em ạ. Năm 1999. Y chiều. Y chiều chiều chiều. Y chiều 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 1999. Em biết là đi cái phần này vẫn là lý thuyết đấy em. Sao dưới nhỉ? Trên này. Dưới này em học qua rồi. Nào.一九九九，一九八九，一九九九八九八九。今天的数八呢，它不被丢丢呢。啊，数八呢，它不被丢丢。一九八九。年是什么？年。它不会打当前。比如1989年，它是好听，但它不同于丢丢呢。一九。年啊。一九八九年。năm nay là năm bao nhiêu? 2017. 2017. Đổi dấu không? Không. Không đổi dấu. Nhớ cho chị nén vào cuối cùng. Dạ, chưa. Để làm chị bây giờ trong người không có tiền, không mang. Chị đang học lại bạn ấy. Nhưng mà có vài trường hợp nó vẫn đổi dấu. Như trường hợp này chẳng hạn, chiều chiều nó sẽ đổi thành chiếu chiều. Ta mở mồm cho lính. Chiều chiều lên. Thế năm sau chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Số điện thoại. Điện thoại khảo mà. Điện thoại khảo mà. Số điện thoại. Nó đọc từng số. Nhưng mà có sự ngắt nhịp thì người ta còn kịp ghi. Việt Nam mình ngắt thế này nhỉ? Ví dụ số của chị 098.
không? 7 nó sẽ ngắt ở đâu? 433 đúng không? Nhưng mà có những cái số điện thoại 01234 788 733 chẳng hạn. Thừa số không nhỉ? 533. Không thừa đúng không? Thế chúng ta nó sẽ đổi dấu ở đâu? 533. 533 nhưng mà cũng có người dùng số đẹp ấy, nó lại đổi linh tinh đúng không? Nó không theo cái phần đấy. Nói chung ngắt nhịp này thì khoảng 3 hoặc là 4 chữ này. 3 4 chữ 1. Tùy trường hợp. Nhưng mà nó đọc nhanh quá mình bảo nó đọc chậm lại. Hoặc cần thiết nữa thì bảo nó nhắn tin. Và phải đổi dấu, trường hợp này đổi dấu của 178 này. Và đổi dấu của cái dấu hỏi, hai dấu hỏi đi liền nhau này. Thì nó sẽ đổi hết. Chúng ta học qua cái phần đổi dấu thôi. Nhưng riêng với số 1 thì chúng ta thấy số 1 là gì nhỉ? Đi. Ở đây nó sẽ đọc thành ý. Không đọc ý mà đọc là giao. Nghĩa là 1. Có hai cách viết này. Phẩy, nó hơi check lên một tí, ngang check lên. Phẩy, ngang viết và một nét chấm này. Cái này đọc là giao. Nhớ là số 1 nó đọc là giao chứ không đọc là y nữa trong điện thoại. Hoặc là cách thứ hai là có hai cách viết. Giao. Ví dụ còn số 1 ở đây các em thử đọc lên nha. Lính ở Bù Tát Bù Sang Giao San Sự Ra San Sứ Liệu Y Liệu Giao Liệu Giao U Hủ. Nhớ là các số 1 này không đọc là Y nữa mà đọc là Giao. Giao. Còn chữ Sự là 4 nhưng không phải là Sứ nhé. Sự nặng xuống. Lính ở San Giang Cán Mưa Cười. Riêng trong hợp đọc số điện thoại nó bị đổi y vì giao. Số di động cũng tương tự. Đây là số điện thoại bàn. Hoặc còn có số fax nó cũng đọc như thế này. Fax là cái người ta có thể fax một bản, một cái văn bản sang bên đầu bên kia đây. Chưa, 1989 ở lính chi y chi chiều thực ra nó sẽ đổi dấu để đọc cho đỡ bị nặng chiều đỡ nặng nặng đấy y chiều lính nén lính y lính ở ủ san giao san sự liệu giao ủ sự của tôi khao mà nghĩa là gì sự của tôi điện thoại khao mà sự của tôi sự chợ sự tha tờ họ của người cô ấy chẳng hạn tha tờ điện thoại khao mà kiểu mã là cái số điện thoại đây là số điện thoại của anh ấy cô ấy điện thoại có thể thay bằng số chi cũng số di động ví dụ em về viết cái số điện thoại của mình ra nhớ là ngắt nghỉ đọc thuộc thật nhiều lần để sau mình cần thì mình đọc lên chẳng hạn.
就是我的手机号码呢。是什么？对，广东对，该人的。有些什么 Z 该 Z？ 零九，零九，零九，急了。急了你。喂。0978，啊，0983，没事。急了。0983，没事。0970。那你啊，打车都好。0970。对，就你的楼，楼内楼八的怎么样？等一下，你就是那个。0976128006。trên giấy tờ thì nó không dùng số 1234 kia là bởi vì nó dễ bị sửa đổi. Vậy thì người ta có một cái cách viết khác khi mà người ta viết trong hợp đồng. Các em nhớ là đóng khung mà. Đóng khung một hình vuông rồi viết ở trong đấy một chữ. Mang trước sổ sau. Phẩy này. Ngao, ngao gì nhỉ? Đây là ngao ngao gì? Ngao ngốc. Ngao móc. Ngao ngắn này. Một cái hình vuông nhỏ bên trong này. Để viết ra trong hợp đồng thì nó sẽ viết như thế này. Chứ nó không viết đơn thuần là một cái chữ Y như thế này cho mình nữa. Nhưng mà khi mà các em gõ trên điện thoại hoặc là trên máy tính ấy, thì nó sẽ chỉ đơn giản là viết chữ Y dài, Y ngắn ra, chọn chữ thôi, chọn chữ nào Y như thế này là được. Đây là các em để luyện viết chữ, luyện viết nét. Viết khoảng 2 ô ly đi, 2 dòng. Nhớ là đặt trong một hình vuông. Chữ Trung Quốc nó không giống như tiếng Việt của mình đâu, ví dụ tiếng Việt của mình. À, với lại chữ nghiêng nhỉ, dài bao nhiêu thì mặc kệ đúng không? Một chữ có thể một ô mà một chữ có thể tận ba ô chẳng hạn. Tiếng Trung nó không như thế, nó đóng khung một ô kể cả nhiều chữ lắm, nó cũng chi chít lại luôn một cái. Nhưng mà khi mình viết tay mình chịu khó phóng to ra để mình học trước ạ. Trên trước, dưới sau. Vậy thì để nhớ được cái này người ta chỉ cần nhớ là đây là bộ sĩ này, cái này là bộ miên này, và cả cái cụm bên dưới này nó là bộ đậu. Đấy là tại sao người ta phải học bộ thủ. Hôm qua hôm kia mình học ít bộ thủ rồi. Sĩ miên đậu, sĩ miên đậu thì trong đầu nghĩ sĩ là cái gì này, miên là cái gì này, đậu là cái gì. Đây là cái cách để chúng ta nhớ chữ. Có nhiều người không dạy theo bộ thủ này nhưng mà rất là khó để các em viết mà không nhớ cái gì cả, cứ phải nhớ cái hình dáng của nó rất là khó. Ví dụ 1 tỷ, 2 tỷ gì đấy thì nó sẽ 1
trăm là cái gì đấy thì nó sẽ dùng cái chữ y là như thế này. Giống như mình ghi ra tiền Việt, ví dụ 100